Nu Skin, 4 năm liên tiếp được công nhận nhãn hiệu hệ thống thiết bị làm đẹp tại nhà số 1 thế giới. Nu Skin là công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, vừa được công nhận là nhãn hiệu hệ số 1 thế giới bởi đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín toàn cầu Euromonitor. Hệ thống thiết bị này bao gồm Azure Lock Galvanic Face Spa, Azure Lock Galvanic Body Spa, Azure Lock Mi, Azure Lock Lumi Spa và Azure Lock Boost. Năm 2020 đánh dấu sự phát triển ấn tượng của thiết bị làm đẹp chống lão hóa khi cả ba công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu gồm Euromonitor, Mintel và Clyde đều báo cáo sự tăng trưởng của loại hình sản phẩm này với thị trường chính tại Mỹ và Trung Quốc. Nằm trong sự tăng trưởng của ngành, hệ thống thiết bị làm đẹp của Nu Skin cũng giúp công ty tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời tăng lượng khách hàng lên 1,5 triệu. Người dùng ngày càng bận rộn hơn nhưng nhu cầu của họ lại ngày càng cao hơn đối với các sản phẩm chăm sóc da. Do đó, những thiết bị hiện đại, mang lại hiệu quả cao nhưng không mất quá nhiều thời gian sử dụng như của Nu Skin trở thành lựa chọn hàng đầu. Là công ty hàng đầu thế giới về sản phẩm làm đẹp, chống lão hóa, Nu Skin cung cấp một danh mục sáng tạo gồm các thiết bị làm đẹp từng đoạt giải thưởng. Nổi bật có thể kể đến Azure Lock Boost, thiết bị giúp hấp thu tinh chất làm đẹp da, công nghệ xung điện biến thiên độc quyền kết hợp cùng tinh chất Azure Lock Boost Activating Treatment được chứng minh đem lại cho bạn làn da căng mọng, tươi sáng và đàn hồi. Ngoài ra, dòng thiết bị của Nu Skin còn có Azure Lock Galvanic Face Spa, Azure Lock Galvanic Body Spa, Azure Lock Mi, Azure Lock Lumi Spa có thể đáp ứng đa dạng cho các nhu cầu chăm sóc da của người dùng như làm sạch, tăng độ sáng, làm săn chắc, dưỡng ẩm, chăm sóc da mụn hay ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Trong thời gian tới, để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình, Nu Skin sẽ không ngừng nghiên cứu để cho ra mắt những thiết bị và sản phẩm mới mang đến cho chị em những giải pháp làm đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video mới nhất về các sản phẩm và tip làm đẹp nhé. Nu Skin 88 đảm bảo độ tin cậy và luôn mang đến cho các chị em những sản phẩm chính hãng.